chị xịt á, nếu mà chịu khó xịt nó cũng trắng luôn nha. Đó, cực kỳ sạch luôn, nó khỏe, khôi rồi luôn. Đó, một con máy công suất lớn, đáp ứng mọi tiêu chí luôn. Chào anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Máy Xây Dựng Thái Bảo. Tối ngày hôm nay, Bảo là sẽ giới thiệu anh chị sản phẩm mới về của thương hiệu Yukui. Đó là sản phẩm máy rửa xe nha. Đợt này á, công ty Yukui nâng cấp thêm đời mới này. Đó, sản phẩm này có mã là Yukui S8, công suất khủng nha, 3000W. Tí Bảo sẽ test cho anh chị xem khả năng. Những con máy đợt này á thì nâng cấp piston lớn này. Giá bán con này đang có giá của công ty là 1.850.000. Nhưng đặc biệt trong tháng cuối năm, tháng 12 này thì Bảo sẽ giảm cho anh chị mình 100.000. Tính ra là anh chị mua con này có 1750 với công suất lớn này. Dây con này dài lắm nha, Yukui trước giờ Bảo bán rất nhiều. Dây dài 15m và đặc biệt nó cũng được bảo hành 12 tháng này. Yukui là thương hiệu Nhật nha. Đó, anh chị thấy toàn tiếng Nhật thôi, nhưng mà nhà máy cũng nằm tại China. Đó, Bảo sẽ cùng anh chị đi vào bên trong xem con máy đợt này nó đột phá ra làm sao, cải tiến những gì. À, trước tiên là mình thấy đợt này á, đóng nó cũng chắc chắn hơn. Ngày trước con Yukui S7 á, nó không đóng cái phần xốp bên trên. Lúc mà di chuyển á thì nó có đôi cái nó cũng vỡ nha. Con này á thì nó chắc chắn hơn, thì Bảo gửi đi cũng thấy an tâm hơn. Đó, dây bên trong thì rất là trắng nha. Trời ơi, trắng dữ lắm. Đó, dài lên đến là 15m. Dây thì có khắc chữ Yukui. Đó, Yukui trên dây luôn, là hàng chính hãng của công ty này. Đó, rồi mình xem còn những gì lấy ra một thể luôn. Đó, bình bọt tuyết này, súng lớn dữ chưa. Rồi, và cuối cùng con máy phía dưới cũng có thêm một lớp xốp để mà đỡ máy nha. Đó, anh chị thấy đóng là ưng ý về cái phần đóng gói rồi. Rồi, máy thì quá to luôn. Đó, phụ kiện kèm theo á là sẽ có bình bọt tuyết này 500ml. Đó, màu xanh trước giờ Yukui nói vậy rồi. Đó, lọc rác thì con này á là nó xài hai lọc rác luôn, một lọc rác đầu vào, một lọc rác đầu trong, nên là độ bền con này cực kỳ bền. Đó, nên là công ty bảo hành cho anh chị lên đến 1 năm là an tâm hơn những con máy khác nhiều rồi. Đó, phiếu bảo hành Yukui 1 năm nha. Nhưng mà lúc anh chị mua thì Bảo chỉ bảo hành trên số điện thoại anh chị đặt hàng thôi. Dây đầu vào thì dài tầm khoảng là gần 2m nha. Đó, dây rất là dẻo luôn, cứ gấp thoải mái, không lo gài. Rồi mình đi vào con máy á. Trước tiên là con máy này công suất lớn này, Bảo đọc công suất nha. Con này á, công suất khủng lắm, lên đến là 3000W luôn. Trời ơi, đợt này công suất cải tiến khá là nhiều. Đó, bát của nó thì công ty cho phép là bát là xài là 15 bát. Nhưng mà Bảo test thực tế, công ty gửi video qua thì con này nó lên đến là hơn 200 bát luôn á. Lực hút nước là 10 lít trên 1 phút, nhưng mà nó hút thực. Đó, rồi. Dòng nước mà lúc anh chị xài á, nóng tối đa là chỉ là 40 độ C thôi nha. Quá cao thì cái phần piston nó không cho phép. Rồi, máy rất là nặng nha. Đó, nặng cực kỳ, thiết kế này. Cái phần đường gió vào á, với là gió ra rất là đẹp luôn. Bọc xung quanh hết. Thấy anh chị thấy không? Cánh gió rất là lớn bên trong nè. Đó, tản nhiệt nhanh. Bên trong thì những con máy này á, nó sẽ có gờ le tự ngắt nha. Lúc anh chị xài quá nhiều, quá tải, máy tự ngắt. Máy chạm chập cũng ngắt luôn. Rồi bên dưới thì nó sẽ có là cái phần trước mặt á, thì nó sẽ có là một cái chỉnh áp rất là nhẹ nhàng, công tắc độc lập nha. Đó, mình xài nó sẽ chịu dòng hàng, dòng tải cao chứ, dòng tải cao. Dây nguồn thì dài tầm khoảng 1m nha. Đó, đầu ra thì nó xi đồng rất là đẹp. Đó, anh chị thấy á, đợt này cải tiến rất là nhiều luôn. Đó, bọc phía dưới luôn nha, tránh nước vào. Đó, tình trạng chạm chập nó cũng ít. Với mức giá là 2.800W là đã 1.600.000 rồi. Nhưng mà đối với con máy 3.000W này, Bảo hỗ trợ trong tháng 12 nó chỉ có là 1.750.000. Giá rất tốt, được bảo hành 1 năm, có chỉnh áp. Con này chỉnh áp rất là mượt nha. Tí Bảo test luôn cho anh chị xem. Dây thì rất là dài, dây là 15m luôn. Dây bố 3 lớp vải nha, cực kỳ đẹp. Rồi, mức giá này anh chị nào á, thấy hợp lý, bảo hành lâu, có thể đến cửa hàng test bao mạnh cho anh chị mình luôn. Xịt rửa xe này, rửa máy lạnh, đó, tưới cây tưới hoa, con này đáp ứng toàn bộ luôn.
Đó, rồi, cái này á thì nó có ghi cảnh báo này anh chị này. Đó. Lắp đặt thiết bị là người ta ghi cảnh báo là phòng tránh điện giật luôn. Đó. Rồi, bây giờ Bảo sẽ ra test với một con máy Yokoi thương hiệu Nhật bảo hành 12 tháng. Nó hoạt động ra làm sao nha. Rồi, phần cuối cùng á, Bảo sẽ test máy cho anh chị xem con máy Yokoi này á. Âm thanh của nó lúc mà mình xài á, cực kỳ là êm luôn. Đó, Bảo sẽ tiến hành test thực tế lúc mà app nó lên nha. Đó nè. Đó, áp lên, Bảo khuyên anh chị nên xài nó lên đến là 300 luôn. Nhưng mà Bảo khuyên anh chị xài ở vạch xanh là đẹp rồi. Là nó đã khá là mạnh rồi nha. Cực kỳ là mạnh luôn. Đó, rồi, con máy này chạy âm thanh êm ru à. Chỉnh áp nhẹ nhàng lắm. Đó, về không luôn. Đó nè. Cái này mà rửa máy lạnh thì rất là ngon luôn. Cũng như là tưới cây thì mình có chức năng. Mình chỉnh xòe nè đó. Xòe ít, xòe nhiều có hết nha. Đó, chỉnh 90, 108 với là 0 độ luôn. Đó, rồi mình tăng áp lên, con máy này rất là nhẹ. Quá nhẹ nhàng luôn. Rồi, Bảo sẽ test thử cái phần mà xi măng. Những con máy mà yếu á thì nó xịt những cái phần xi măng đôi khi nó cũng không ra rong rêu cho anh chị mình. Nhưng mà con này đáp ứng toàn bộ tiêu chí luôn. Đó. Rồi nó bị xúc điện rồi anh chị ơi. Đó. Rồi cái phần xi măng này anh chị xịt á, nếu mà chịu khó xịt nó cũng trắng luôn nha. Đó. Cực kỳ sạch luôn. Nó khỏe, khôi rồi luôn. Đó, một con máy công suất lớn, đáp ứng mọi tiêu chí luôn. Rửa máy lạnh này, rửa xe, rửa sân, thoải mái tuyệt vời. Đó, xịt xe này, anh chị nghe cái âm thanh tia nước này. Tia nước rất là dài này, nhìn này. Cực kỳ dài luôn. Đó, rửa xe một cái là đem vào két luôn. Đó nè. Nó xịt quá mạnh luôn. Đó, cực kỳ là khỏe. Còn nếu anh chị nào á mà có thể là lấy bịch xà bông này mình đổ xà bông vào này. Đó, mình để qua chế độ xòa trước. Bảo test cho anh chị mình xem cho nó chính xác luôn nha. Đó, để chế độ xòa này. Đẩy bình xà bông vào. Đó, xà bông này á là nhiều ít là tùy thuộc vào mình pha nha, không phải là máy nó đẩy ra nha. Đó, mà pha sơ sơ thôi là được rồi, không cần nhiều lắm đâu. Gia đình mà, đâu phải là ngoài tiệm đâu. Ngoài tiệm người ta pha bột nhiều, nó đẹp. Còn gia đình á, là mình pha này xong mình chùi cho nó sạch. Thế là xong. Đó, quá đà luôn. Âm thanh con máy êm tuyệt vời. Đó, công suất lớn rồi. Để chế độ xóa nước ra nhiều á, xịt một cái sạch luôn. Thấy không, tuyệt vời không? Mà giá bán á, Bảo nói con này rất là tốt nha. 3000W đang được giảm cho anh chị 100 trong tháng 12. Còn có 1750 à, quá tuyệt vời luôn. Bảo hành lại 1 năm, dây lại dài 15m. Thì anh chị nào á thấy hợp lý giá thì có thể liên hệ cho cửa hàng Bảo nha. Rồi le á, mình bóp súng á là máy chạy, thả súng máy ngắt. Rồi anh chị nào á có nhu cầu mua máy rửa xe dịp cuối năm, rửa sân vườn này, tưới cây cảnh, rửa máy lạnh thì sắm con này, bảo hành rất là dài nên là mình yên tâm. Rồi, xem xong thì nếu anh chị nào á muốn đặt hàng thì có thể liên hệ cho cửa hàng Bảo qua 3 số điện thoại trên góc màn hình á. Và đừng quên đăng ký kênh, bấm vào nút chuông vì Bảo đang cập nhật chương trình cuối năm, công ty xả hàng với là thanh lý hàng rất là nhiều. Thì anh chị hãy đón xem nha. Rồi, Bảo xin cảm ơn anh chị rất là nhiều đã dành thời gian xem clip của Bảo.